Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì đây là hệ thống điều khiển thiết bị bằng tin nhắn mình đang làm. Đó, tin nhắn tới ở vị trí số 2 trong bộ nhớ. Nội dung tin là 12345. Thì đây là cái mật khẩu không đúng. Mình set sai. Có nghĩa là mật khẩu lưu không phải mật khẩu này. Nó nhận tiếp một tin nhắn. Vị trí số 3 đúng. Thì nó sẽ nhảy vào xóa tin nhắn. Đây là cái lệnh mình đang lập trình cho nó. Tức là khi mật khẩu đúng thì nó sẽ không hiển thị mật khẩu mà nó nhảy vào luôn cái lệnh mà mình yêu cầu nó. Cái lệnh này thì mình sẽ mã hóa tùy theo cái tin nhắn nó gửi đi. Bây giờ mình đang mã hóa lệnh xóa bộ nhớ. Nó sẽ xóa đến tin nhắn số 15. Rồi, xong, nó sẽ báo là đây là hệ thống tự động. Đó. Tiếp tục các lệnh thì nó sẽ chờ mình gửi tin nhắn tới. Đó, xóa thì tin nhắn nó sẽ về vị trí đầu tiên. Thì nội dung tin là như này, có nghĩa là mật khẩu sai. Đó, cơ bản là thiết bị sẽ hoạt động theo cái định dạng tin nhắn mình gửi tới, mã hóa mật khẩu tùy theo yêu cầu của mỗi người. Mình sẽ lập trình theo cái tác vụ mà mình mong muốn. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.